Phần kết của video cụ bà 92 tuổi đòi ly hôn chồng 94 tuổi gây bão. Xe máy thông chốt kiểm tra nồng độ cồn, một thiếu tá cảnh sát giao thông bị thương. Kết hôn 6 tháng nhưng vợ không chịu chung chăn gối, chồng kiện đòi sính lễ. Đài Loan triệt phá ổ mại dâm, có 10 kiều nữ Việt Nam đang hành nghề. Ô tô điên gặp nạn kinh hoàng rồi lật phơi bụng, người dân phá kính cứu tài xế. Hình ảnh vụ tai nạn được chia sẻ trên nhóm Facebook về giao thông cho thấy chiếc ô tô chạy mất kiểm soát tông nhiều vật dụng trên đường trước khi tông vào trụ bê tông và lật ngang. Thấy tài xế gặp nạn, nhiều người dân tới phá kính cứu tài xế. Sau khi ô tô tông rất mạnh vào trụ bê tông rồi lật ngang, nhiều người dân đã chạy tới phá kính để cứu tài xế bên trong xe. Đoạn clip thu hút hàng chục ý kiến bình luận từ người dùng Facebook, trong đó nhiều ý kiến cho rằng may mắn chiếc ô tô điên không tông trúng ai. Ngoài ra, một số ý kiến chê trách một nam thanh niên trong clip thấy người gặp nạn trong ô tô nhưng không tham gia cứu giúp ngay mà cầm điện thoại có động tác quay chụp. Bố đặt clip khoe gia đình nhỏ nhưng cái quần của con trai khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Cộng đồng mạng không ngừng dậy sóng trước đoạn có hình ảnh khá phản cảm về cách sinh hoạt của một gia đình ba cha con trong khu resort Nala. Vì muốn khoe khoảnh khắc gia đình hạnh phúc mà vô tình người bố đã để lộ ra chi tiết ăn mặc được cho là thiếu tế nhị của con trai lớn trước mặt em gái của mình. Trong một buổi ghi hình của cô em gái, người anh trai xuất hiện với một chiếc quần ngắn cũng cỡn, bó sát, ôm lấy phần body bên dưới. Thế nhưng nhân vật chính trong clip là cô em gái không thấy ngại, nhưng người xem lại thấy ngại giùm. Nhiều cộng đồng mạng phản ứng gay gắt, cho rằng đây là chiếc quần nhỏ mặc thường ngày, nhưng không hiểu nghĩa gì lại mặc trước mặt em gái và đặt dấu chấm hỏi to đùng về tình anh em này. Được biết, đoạn video này nằm trong số chuỗi nội dung chia sẻ về những khoảnh khắc cuộc sống hàng ngày của ba bố con từ tài khoản TikTok Ông Bố Điên gây sốt trên cõi mạng. Theo người bố chia sẻ, gia đình bỏ phố lên rừng mở khu resort Nala để sinh sống. Con trai là du học sinh Mỹ nhưng đã từ bỏ công việc lương tháng 200 triệu để về nước phụ giúp bố kinh doanh và cô con gái xinh đẹp cũng đang cùng bố và anh trai xây dựng khu resort này. Trong những video trước đó, hai anh em tỏ ra rất thân thiết với nhau, thậm chí có những hành động khiến cộng đồng mạng phải đặt nghi vấn. Khiếp, không hiểu nghĩ gì mà mặc như vậy trước mặt em gái. Này thì anh em tình cảm thân thiết là bình thường, nhưng như này mà bình thường thì tôi tình nguyện làm người bất thường. Xe máy thông chốt kiểm tra nồng độ cồn, một thiếu tá cảnh sát giao thông bị thương. Sáng 21 tháng 1, Công an tỉnh Quảng Ninh đang xử lý một tài xế xe máy có hành vi điều khiển phương tiện đi với tốc độ cao, tông vào cán bộ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 19:30 ngày 20 tháng 1, đội cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh đang triển khai nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn, ma túy và xử lý các hành vi vi phạm khác theo phương án 12 đã được lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tại km 63 500 quốc lộ 18 thuộc nội thị phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều. Khi Trung tá Đinh Quốc Cường, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, thành viên tổ công tác làm nhiệm vụ dừng phương tiện, đã phát hiện một xe máy do một nam thanh niên điều khiển, chở sau một nam thanh niên di chuyển với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm. Trung tá Đinh Quốc Cường đã ra hiệu lệnh để phương tiện trên giảm tốc độ, đi vào làn kiểm soát nồng độ cồn. Tuy nhiên, tài xế xe máy này đã không giảm tốc độ mà tiếp tục lao thẳng đến vị trí làn kiểm soát nồng độ cồn dành cho xe ô tô và tông vào thiếu tá Phạm Quang Trung đang làm nhiệm vụ đo nồng độ cồn. Sau khi tông vào thiếu tá cảnh sát giao thông, chiếc xe máy bị văng ra đường, khiến hai thanh niên ngồi trên xe cũng bị ngã ra đường và bị lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt cùng người dân hỗ trợ bắt giữ. Thiếu tá Phạm Quang Trung bị thương nhẹ nên đã được tổ công tác đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Đông Triều. Hiện sức khỏe đã bình thường. Đối tượng đi xe máy được xác định là Cao Hà Đức, sinh năm 1998, trú Phú Thọ, và người ngồi sau là Nguyễn Minh Hiệp, sinh năm 1979, trú Hà Nội. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn và test ma túy thì đối với hai nam thanh niên này đã cho kết quả âm tính. Phần kết của video cụ bà 92 tuổi đòi ly hôn chồng 94 tuổi, không cần chi tài sản, gây bão mạng xã hội. Vừa qua, một đoạn video ghi lại cảnh cụ bà 92 tuổi đòi ly hôn chồng 94 tuổi lan truyền khắp mạng xã hội. Theo đó, trong video là cụ bà 92 tuổi đang đọc đơn ly hôn với chồng. Theo bà, vì tuổi cao sức yếu không thể chung sống được với nhau nữa nên mới làm đơn xin ly hôn. Bà cũng khẳng định tài sản không phải chia, con cái đã trưởng thành không phải nuôi. Sau khi đọc dứt khoát và rành mạch những điều khoản trong tờ đơn ly hôn, cụ bà cũng dõng dạc yêu cầu cụ ông ký vào tờ đơn.
Về phía cụ ông chỉ biết ngồi im nghe vợ nói một tràng dài và không hề có phản ứng nào. Gương mặt thoáng chút căng thẳng. Anh Nguyễn Văn Quyết, 30 tuổi, ở huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, người đăng tải video cho biết, ông bà trong video là ông bà nội của anh. Bà nội là cụ Ê Thị Hoàng, 92 tuổi, còn ông nội là Nguyễn Văn Cân, 94 tuổi. Hai cụ đã kết hôn gần 70 năm, có với nhau 9 người con. Hiện tại cả hai sống chung và được bố mẹ anh Quyết chăm sóc. Anh Quyết đã lập gia đình và ra sống riêng, gần đây nhất về thăm gia đình và vô tình chứng kiến nên đã quay lại diễn biến vụ ly hôn chấn động. Theo lời anh Quyết kể, khi anh đến thì đã thấy hai cụ lời qua tiếng lại. Nói qua nói lại một lúc, bà vào nhà lấy tờ giấy đất đai của anh, giả là đơn ly hôn. Ông thì mắt kém, không đọc được chữ, nên cũng không biết thực ra bà đang dọa ông mà thôi. Bật mí về kết cục của vụ ly hôn chấn động trên, anh Quyết cho hay, dù làm căng như vậy, nhưng đến tối cùng ngày, cụ ông cụ bà đã làm lành, bà vui vẻ nấu cơm cho ông ăn. Cũng theo người cháu nội, đây không phải là lần đầu mà cụ bà đã có nhiều lần dọa chồng như thế, và lần này anh mới có dịp quay lại làm kỷ niệm. Kết hôn 6 tháng nhưng vợ không chịu chung chăn gối, chồng kiện ra tòa đòi lại tiền sính lễ. Báo chí Trung Quốc đưa tin câu chuyện về người đàn ông họ Hồ tại Vũ Hán. Theo đó, anh đã đến tuổi kết hôn nhưng vẫn chưa tìm được ai phù hợp. Bởi vậy nên gia đình mới tìm đến người mai mối để tìm đối tượng cho anh. Sau khi gặp mặt cô gái này, anh thấy ưng ý với đối phương nên quyết định tổ chức lễ cưới. Theo đó, gia đình cô dâu muốn tiền sính lễ là 200.000 nhân dân tệ, khoảng 689 triệu đồng. Gia đình chú rể cũng hào phóng đưa thêm một phong bao đỏ cho cô dâu có khoảng 10.000 nhân dân tệ, khoảng 35 triệu đồng. Ngoài ra, anh Hồ cũng sắm sửa thêm một bộ trang sức bằng vàng nữa. Dù tổ chức lễ cưới nhưng hai vợ chồng chỉ chung sống với nhau được chưa đầy 30 ngày và không hề chung chăn gối. Vợ của anh liên tục viện cớ và đưa ra đủ lý do để cả hai không tiếp xúc thân mật với nhau. Không chỉ thế, người phụ nữ cũng lần nữa chưa muốn đăng ký kết hôn dù đám cưới đã được tổ chức. Quá bức xúc, anh Hồ đã quyết định khởi kiện người phụ nữ và bố mẹ vợ ra tòa chỉ 6 tháng sau khi cả hai tổ chức đám cưới. Anh cho rằng việc vợ từ chối đăng ký kết hôn và từ chối sống chung đã vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Anh muốn gia đình cô phải trả lại tiền sính lễ, phong bao đỏ cũng như bộ trang sức vàng. Người phụ nữ cho biết cô chưa bao giờ từ chối việc chung giường với anh, nhưng cô quá bận nên chưa có hứng thú. Còn chuyện đăng ký kết hôn, cũng vì lịch trình của cô bận rộn quá nên chưa sắp xếp được. Tất cả những chuyện bất thường trong cuộc hôn nhân đều vì công việc của cô. Người phụ nữ chia sẻ rằng khi mình sẵn sàng để đi đăng ký thì mối quan hệ hai bên rạn nứt và không bao giờ hàn gắn được nữa. Bởi vậy nên cô không muốn đăng ký nữa, có chấm dứt thì chấm dứt luôn. Tòa án cho rằng dù hai bên đã tổ chức lễ cưới nhưng chưa hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn nên người phụ nữ buộc phải trả lại toàn bộ tiền sính lễ. Tuy nhiên, phong bao đỏ 10.000 nhân dân tệ sẽ được coi là đồ tiêu dùng trong đám cưới nên không cần phải trả lại. Hà Nam cháy tại chùa Phật Quang, nhiều nội thất bị thiêu rụi. Tối ngày 20 tháng 1, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, vào hồi 16 giờ 50 cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo cháy xảy ra tại chùa Phật Quang, huyện Thanh Liêm. Ngay sau khi nhận được tin báo cháy, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã xuất 2 xe chữa cháy cùng 15 cán bộ chiến sĩ phương tiện kịp thời đến hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Sau khoảng 30 phút tích cực triển khai các biện pháp chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, lực lượng chữa cháy đã khống chế được đám cháy. Địa điểm xảy ra cháy tại khu vực giảng đường Pháp Vân Đường thuộc khuôn viên chùa Phật Quang, diện tích cháy khoảng 200m2, chất cháy chủ yếu là đồ gỗ, giấy, nến ở khu vực tụng kinh, bàn ghế nhựa. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã kịp thời khống chế đám cháy, không để lây lan sang khu vực khác trong khuôn viên chùa. Đến 17 giờ 30 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, không có thiệt hại về người. Nguyên nhân xảy ra cháy và thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Xót xa cô gái gào khóc trong bất lực khi chứng kiến đám cháy nuốt trọn cả gia tài. Mới đây, một tài khoản mạng xã hội đã chia sẻ đoạn video ngắn, khiến ai xem cũng không khỏi tiếc thay. Khi chỉ còn chưa đến 20 ngày nữa là Tết đến, nhưng cả một căn nhà bỗng nhiên cháy lớn, chẳng còn gì ngoài hiện trường đầy khói và lửa. Được biết, vụ hỏa hoạn xảy ra tại một ngôi nhà, rồi sau đó lan sang những căn bên cạnh. Trong đó có một tiệm nail và một siêu thị mini chuyên bán đồ nội thất cùng đồ gia dụng.
với ước tính thiệt hại rất nhiều tỷ đồng. Sau khi đám cháy bùng phát, mọi người đã cùng nhau hô hoán và chạy thoát ra ngoài. Tuy nhiên, chứng kiến đám cháy nuốt trọn cả gia tài của mình khiến người trong cuộc phải bật khóc trong bất lực, đau đớn đến hoàng quại vì cả cuộc đời xây dựng nên cơ nghiệp bỗng nhiên trở về con số không tròn trĩnh, không những mất Tết mà còn mất rất nhiều. Bên dưới video, cộng đồng mạng đã chia sẻ sự đồng cảm với cô gái và những nạn nhân khác. Bao năm cố gắng nhưng lại trắng tay chỉ trong vòng vài chục phút ở trong những ngày cuối năm. Một số khác cũng để lại bình luận động viên gia chủ, bởi còn người là còn tất cả. Mất tiền bạc là mất ít, mất sức khỏe tính mạng mới là mất nhiều. Cảnh sát Đài Loan triệt phá ổ mại dâm có 10 kiều nữ Việt Nam đang hành nghề. Mới đây, thông tin từ Cục Di trú và Cảnh sát thành phố Đài Trung cho biết, lực lượng của họ vừa dẹp thêm một ổ mại dâm được mở và duy trì hoạt động lén lút bởi các cô gái người nước ngoài. Cụ thể, cơ quan này cho biết họ đã nhận được tin báo của người dân và âm thầm điều tra, sau khi có đủ chứng cứ đã bất ngờ ập vào một căn hộ nằm ở khu vực trung tâm. Tại đây, lực lượng phát hiện có 10 kiều nữ là người Việt Nam sang Đài Loan cư trú và đang hành nghề phi pháp. Theo thông tin cho hay, không những kinh doanh các mặt hàng bị pháp luật cấm, mà nhóm kiều nữ này cũng phục vụ nhu cầu tình dục cho khách với giá từ 2.800 đài tệ đến 5.600 đài tệ. Vì hành vi vi phạm pháp luật, 10 cô gái đang trong quá trình được bàn giao, trả về nước. Một vài phản hồi đáng chú ý của cư dân mạng về vụ việc trên. Hèn chi bà hàng xóm cứ khoe, con gái đi nước ngoài sướng lắm, gọi là thấy ở nhà nhưng tháng nào cũng gửi trăm củ về. Sang nước ngoài mà làm chuyện phi pháp, bôi đen mặt người Việt hết rồi. Khi được hỏi lý do đi lính, cô gái flash nhà vài tấm hình khiến nhiều người ngưỡng mộ. Theo đó, mỗi khi có người thắc mắc rằng tại sao con gái lại chọn môi trường quân đội làm con đường phát triển sự nghiệp tương lai, cô gái lại không nói không rằng, âm thầm lặng lẽ lấy những bức ảnh chụp chung với gia đình flash sương sương cho mọi người xem qua. Trong đó khởi đầu là bức ảnh chụp chung với người mẹ mang quân hàm trung tá quân nhân chuyên nghiệp. Tiếp theo là người chị gái với quân hàm thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp. Anh trai đang là trung tá sĩ quan. Cuối cùng là người bố siêu ngầu với nụ cười luôn nở trên môi và quân hàm trung tướng chễm chệ trên vai. Cả gia đình từ cha mẹ đến con cái đều xanh tươi màu áo, giữ oai hùm, khiến cho nhiều người xem qua phải trầm trồ ngưỡng mộ. Một số người còn cho rằng cô gái không chọn nghề mà nghề tự tìm đến và vạch ra con đường phát triển cho cô gái. Một số bình luận được mọi người để lại. Có thêm mấy anh con rể hay dâu làm trong ngành công an là gia đình này hết nước chấm. Thôi thì làm gì cũng được, ngày nào cũng như nhau, chỉ cần cống hiến hết mình cho xã hội là được. Tòa nhà trong sân golf đồi cù bị từ chối cấp phép xây dựng. Ngày 20 tháng 1, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã trả lời đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình tòa nhà câu lạc bộ golf của công ty cổ phần Hoàng gia Đà Lạt trong sân golf đồi cù. Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, qua rà soát, hồ sơ cơ bản đáp ứng đủ điều kiện về cấp giấy phép xây dựng theo quy định. Tuy nhiên, ngày 11 tháng 1 năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng có văn bản về việc khẩn trương xử lý nghiêm các sai phạm tại công trình xây dựng của dự án tòa nhà câu lạc bộ golf thuộc sân golf Đà Lạt. Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã từ chối cấp phép với đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình tòa nhà câu lạc bộ golf của công ty cổ phần Hoàng gia Đà Lạt trong sân golf đồi cù. Theo đó, tỉnh Lâm Đồng giao Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt yêu cầu công ty chấp hành việc tự tháo dỡ các hạng mục công trình tự ý xây dựng không phép, sai phép, hoàn thành trước ngày 25 tháng 1 năm 2024. Quá thời hạn trên, nếu chủ đầu tư không chấp hành thì tổ chức thực hiện cưỡng chế, tháo dỡ các công trình vi phạm theo quy định. Chính vì vậy, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng chưa có cơ sở để giải quyết hồ sơ cấp phép đối với công trình trên theo thẩm quyền. Trước đó, chủ đầu tư công trình trên là công ty cổ phần Hoàng gia Đà Lạt bị xử phạt 240 triệu đồng. Bản tin xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.